Ờ, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của thiết bị thí nghiệm công ty Thiết Hoàng Kiên. Nay mình xin phép được giới thiệu đến các bạn dòng kính hiển vi soi nổi cao cấp của hãng Nikon, model là smz 415 Rất là ưa, được ưa chuộng tại các nhà máy hoặc là các cái khu vực sử dụng để kiểm tra các cái linh kiện à, điện thoại cũng như là trang sức mà bằng đá quý, nhất là trong các ngành sản xuất công nghiệp về kim loại cũng như là chip rất được ưa chuộng bởi sản phẩm ni công à, mz 445 hoặc là mz 460 được nhập khẩu và phân phối trực tiếp tại công ty thi hoàng kiên à, kính hiển vi soi nổi ni công mz 445 hoặc mz 460 mang những ưu điểm vượt trội của hãng ni công và có tính năng riêng biệt mz 45 mang lại hiệu quả hiệu suất quang học vượt trội mà bạn đợi từ các loại kính hiển vi có zoom lên đến tiên tiến của ni công lăng kính Pro Pro thiết kế nhẹ nhỏ gọn với độ phù, là M45, độ phù phóng là 0.8 đến 3.5 x à, SZM45 smz 45 và độ phóng thu phu phóng 0.7x đến 3.0x ở SMZ460. Chân đế đèn LED phân kỳ SMZ45 và SMZ460 cho phép chúng ta quan sát nhiều loại vật từ đĩa ba chi thực vật côn trùng động vật nhỏ và các khoáng chất cũng như là các kim loại có sẵn được nhập khẩu phân phối trực tiếp tại công ty khang kiên hình ảnh và chất lượng thì cao có độ vượt trội đặt nhờ các cái tiêu chuẩn tiêu chí chất lượng và thiết kế khoa học của cái dòng kính hiển vi soi nổi hiện nay khoảng cách làm việc thì dài 100 mm cho phép chúng ta lấy nét an toàn ngay cả khi với các mẫu có bề mặt không bằng phẳng rõ rệt và điều chỉnh rất hữu ích và đơn giản khi chúng ta sử dụng ống thị kính thì hai x để giúp chúng ta có thể quan sát các cái mẫu được tốt nhất bền nhất trong các cái ngành của chúng ta để chúng ta có thể sử dụng quan sát mẫu về độ phóng đại của MZ445 thì là 8x35 4x70 bằng cách thay thế các thì kính phụ thuộc thì kính thì, sử dụng về kính S10 10 SM 10XB à, 21 thì kính SM15B được nhập khẩu và phân phối trực tiếp tại công ty thiết bị Khang Kiên Rồi, Xin chào hẹn gặp lại các bạn